Dâu dâu, chào mừng ba anh em, à quên, chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với gì nhỉ, Hạ Hầu Nguyên ở trong gala Cái Thế Tranh Hùng. Thực ra là quay trở lại với nick NM YouTube này của mình, cùng với cái tựa game này của gala. Hôm nay là ngày thứ 53, năm 2, năm 3, năm 4 gì đó, mình không nhớ tí, mình phải nhìn vào kia mình biết là ngày thứ bao nhiêu. Nhưng mà thật sự các bạn là khó chịu à, tại sao mình để con Hạ Uyển đây, anh em nhìn thấy khó chịu không này? Anh em nhìn thấy khó chịu không? 55 trên 60 mảnh là gì thì lên được 4 sao anh em ạ. Cày nhỉ, thiếu 4 mảnh nữa lên được 4 sao mà thề các bạn luôn, cái cảm giác này nó khó chịu thật sự. Thế nên mình sẽ quyết định là chúng ta sẽ xúc, tôi sẽ xúc bỏ ra 20.000 vàng anh em nhá. Chấp nhận bỏ ra 20k vàng để mua 50 cái, để mua 100 ký ấn. Xác nhận tiêu 20.000 vàng không? Có. Xác nhận tiêu 20.000 vàng, xúc 100 cái kỳ ấn về để đi thắp sáng ở đây, để lấy mảnh hạo đồn để up nó lên 4 sao nha anh em nhé. Có cơ hội up lên được 5 sao nữa thì nó là tuyệt vời. Nào, chúng ta cùng đến với Hạ Hầu Đồn nào. Cố thắp nó nào anh em ơi. Quyết tâm bỏ ra 100 kỳ ấn để đi thắp thắp sáng cuộc đời của Hạ Hầu Đôn lên nha anh em nhé. Ui ôi, lại còn nhận thêm được mẹ 15 kim cương nữa, bá ô nữa. Hai ô nữa rồi nhỉ, một ô nữa rồi. Ui ôi, nó nháy cho ba thằng ở gần bên đấy, mẹ cay thật. Cây thật sự. À, cuối cùng cũng được anh em nha. Tốn đâu đó chắc cũng phải, vừa nãy mình có 103, tốn đâu đó khoảng hơn 30. Rồi, thắp sáng rồi nha anh em nha. Tiếp đi đến vòng 4 luôn. Ngon, mẹ năm phát đầu ra được 5 mô khác nhau. Ui dồi, mẹ 8 mô à. Mẹ thắp cái này xịt lắm anh em ạ. Là thắp một nháy một rồi. Hy vọng 52 kỳ ấn kia thắp được ô này nữa, thắp được cái vòng bún này nữa anh nhỉ. Anh em mà tôi thắp được cái vòng bún này không? Anh em mà tôi thắp được cái vòng ấn này hay không? Năm ô nữa. Bốn ô nữa. Ba ô nữa. Hai ô nữa. Một ô nữa. Yes. Tuyệt vời, đúng rồi anh em. Tuyệt vời. Chúng ta thắp thêm được một ô này nữa. Vòng 5, vòng 6, mình phải sắp 6 vòng à. 6 vòng mới đủ kỳ ấn anh em ạ. 6 vòng thì mình mới up được Hạ Hầu Đôn lên. Hiện tại thì xem nào, mình up được Hạ Hầu Đôn lên 4 sao rồi này. Ê, dám nói ta không biết lãnh đạo. Up được Hạ Hầu Đôn lên 4 sao này anh em nhá, mở hiệu ứng mới này. Đấy, 4 sao, kỹ năng 5 sao. Tăng thêm sát thương 5 sao cần đến 120 mảnh nữa, nghĩa là mình vẫn phải thắp tiếp đúng không anh em? Nghĩa mình vẫn phải thắp một ô này, mình phải thắp 6 vòng thì may ra mình mới liếm được hạo ô 5 sao anh em nhé. Đúng không? Thắp 6 vòng, đỏ lắm thì mới thắp được 6 vòng anh em. Đỏ lắm thì mới thắp được 6 vòng anh em. À, bây giờ đổi đây được 120 mảnh nữa. Đổi được 24 mảnh à. Cái này đổi mảnh nó từ từ, đằng nào cũng không lên được đúng không anh em?
Nếu mà đổi thì mình sẽ chỉ đổi, nếu mà đổi thì mình chỉ đổi 4 mảnh nữa thôi anh em, đúng không? Vì mình đang có 56/120. Anh em nhìn thấy không? Mình đang có 56/120. Mình đổi, mình sẽ chỉ đổi 4 mảnh nữa, đợi xem cái kia có quay được cái vòng thứ 6 để up lên 5 sao hay không nữa. Nói chung lên 4 sao cảm giác nó khác biệt chưa anh em? Cũng chả khác biệt cho lắm nhỉ. Lên 4 sao thì có khi cảm giác nó vẫn chưa khác biệt cho lắm rồi anh em. Bỏ ra 20k kim cương. Có khi hôm nay lại nhận được cả đôn 6 sao đấy nha anh em nha. Linh cảm lắm, ngày hôm nay mình thấy mình hơi đỏ hay sao đúng không? Nhiều ông ấy than vãn lắm. Mình thấy là mình hơi đỏ đấy, khả năng cao khi mình hút được lại quả hạo đôn 4 sao ở trong cái ước nguyện này quá nhỉ. À 6 sao cho quên mất anh em. Có một cái linh cảm này mình sẽ liếm được con đôn. Không biết tại sao nha anh em. Đấy là một cái linh cảm nó nhỏ thôi. Lại hoa hùng à. Hoa hùng này sắp 9 sao ở nơi rồi. Linh cảm hôm nay mình sẽ ước nguyện ra hạ hồ đôn. Không biết phải thật hay giả đấy anh em. Một linh cảm thôi nhé. Một cái linh cảm này. Hôm nay mình có linh cảm để ước nguyện ra hạ hồ đôn thật anh em. Đáng sợ nhờ. Ui giời ơi, từ thứ ạ. Anh Thứ ơi. Em ước nguyện ra hạ hồ đôn cơ mà anh trai. Một cái linh cảm ước nguyện ra hạ hồ đôn mẹ thề luôn. Hôm nay linh cảm thế nhờ. Nước hai cái hổ phù rồi vậy. 20 cái hổ phù đấy anh em. Hôm nay tôi có một cái linh cảm. Một cái linh cảm nho nhỏ nha anh em. Cái linh cảm nho nhỏ mà lại to to. Đây rồi, nó đây rồi. Ôi ôi, vậy là không có à. Thái Vân Cơ à, cơ ơi. Vậy là không có à. Bằng Đức lên 6 sao rồi cả. Vậy là không có, có cái linh cảm nhưng mà nó lại không ra anh em ạ. Biết làm nào, đúng không? Có bạn, bạn có linh cảm đấy nhưng mà nó không ra thì chúng tôi cũng chịu rồi. Bạn có linh cảm đấy nhưng mà chúng tôi không cho ra thì chịu rồi. Năm sao dành cho Bàng Đức. Năm sao dành cho Thái Văn Cơ. Bạn có linh cảm tôi là chưa đủ, chúng ta cần phải có may mắn nữa anh em ạ, đúng không? Có linh cảm tôi là chưa đủ, chúng ta cần phải cả may mắn nữa. Có linh cảm tôi là chưa đủ, chúng ta cần phải có may mắn nữa. Ui, lại có 27k rồi cả. Thêm một cái hổ phù, mẹ chả nhẽ cái hổ phù đấy lại quyết định tất cả mọi thứ à? Mẹ vừa cho một cái hổ phù free đi anh em nhá. À, có phụ kiện đấy là ngẫu nhiên, lại là cái gì vậy? Cái ngọa sư long. Ây, mẹ đúng là hàng tanh người khác nó cho nguyên mẹ là ngọc tanh anh em ạ, đáng sợ thật. Không cho một cái ngạch ngọc đam vào luôn đấy, vừa mổ một cái hổ phù anh em làm ba cái ra thì tôi buồn cười lắm nhỉ. Vừa cho free đi một cái à. Ui dồi. Lỗ túc mẹ ra luôn một thằng SR. Có khi nào một cái hổ phù lại ra. Ôi không, không ra gì rồi. Bạn vẫn cần phải may mắn nữa đúng không? Vậy là hết hổ phù nha anh em nhá. Mẹ còn cả cái hỏa thiêu rồi nữa chứ. Cái hỏa thiêu này mẹ. Mở đây rồi vẫn chưa mở được cái này. Bó tay thật sự anh em. Cái trò này là cái trò vô bổ nhất anh em. Trò lừa bịp nhất trong cái hỏa thiêu này anh em ạ. Không có cái nào hỏa thiêu bằng cái đấy đâu. Lắm nhiệm vụ 4 sao thế. Kiểu gì cũng dính một cái nhiệm vụ 4 sao nhỉ. Rồi, full hết đấy. 4 tiếng sau quay lại nhận là đẹp.
tinh mệnh. Hết à? Ấn được đúng phát hết luôn anh em ạ. Ấn được đúng phát hết luôn. Nào, đi đọc sách nào. Nói chung Hạ Uyên 4 sao, tương lai là hết cái event này có khi mình lên được 5 sao đấy anh em. Hết event này khả năng cao là mình lên được 5 sao đấy. Mẹ sẽ đi mua điểm này, đắt lắm mẹ. 10 ngộ 200 vàng. Thôi, hết điểm rồi thì thôi anh em ạ, mình dùng chay vậy. Ôi thôi quên, ấn nhầm. Trời. Tạch 36. Ấy là mẹ lên quả thông suốt rồi đấy. Tạch 46 cũng được, nhưng lấy được cái hàng là ngon rồi anh em. Tạch 46 nhưng mà lấy được cái hàng là ngon này. Tạch 46 nhưng mà lấy được cái hằng lại ngon. Rồi, hồn ấn này. Mẹ đang bảo là lên 10m tiêu một thẻ cho nó bỏ anh em ạ. Giờ mới có 7m thôi nhá. Anh em chờ tôi tầm 1-2 hôm nữa lên 10m tiêu một thẻ nhìn cho nó bỏ. Đúng không? Ui dồi, gấp đôi lực chiến, 95 triệu mới cả 40 triệu. Gấp đôi lực chiến để làm gì? Đúng không? Gấp đôi canxi để làm gì? Nó chuẩn nó là như thế đấy anh em. Nó chuẩn là gấp đôi canxi. Ở mẹ tôi quên, tự nhiên lại rào ra luôn. mình đang bảo mình đang đi cái bản đồ Sơn Hà xã tắc này anh em, đi đào nốt cái bảo nọ, bảo anh em đi đào nốt cái này đây, cái răng lăng này. Mẹ răng lăng này còn một mảnh ấy. Đi đào nốt nha anh em này. Đào nốt cái một mảnh của răng lăng này xem nó ở đâu vậy. Chẳng nhẽ 18, 19 cái này lại không đào được một miếng của răng lăng nữa. Hay là trên người mình đang là răng lăng vậy? Không phải. Trên người mình có phải răng lăng đâu. Mẹ ơi, một cái mạch. Một cái mạch Sơn Hà xã tắc của răng lăng nữa đây nhỉ. Đào thế mà không ra. Đây rồi, cuối cùng nó ở đây nhỉ. Cuối cùng cũng tìm được nốt cái mẻ của răng lăng này. Để xem ra cái gì không anh em nhé. Phía tây bắc. Ồ, kéo ra Sơn Hà xã tắc à? Vãi thật. Vãi. Đào là kho báu mà không ra Sơn Hà xã tắc. Mẹ đen đến thế là cùng ạ. Lại ăn cám rồi anh em, lại đéo đào được cái, đéo đào được cái mảnh Sơn Hà xã tắc đấy rồi, lại chờ rồi, lại chờ cái mảnh Sơn Hà xã tắc đấy rồi anh em, đó, lại được thêm 3 cái kỳ ấn nữa, bây giờ thắp 1 thôi anh em nhé. Trong 22 mảnh, không ăn thua, vẫn phải đi 6 vòng mới hả? Phải lên Hạ Uyên 5 sao để may ra nhỉ anh em nhỉ. 4 sao này vẫn hơi non. 4 sao này vẫn chưa ăn thua. Ôi 92 mảnh này. Không thêm ghép à. Để cho xin một cái giáo xịn nữa. Ui giời khó. Không cộng dồn. Hiệu ứng không cộng dồn. Quả mũ nghịch quyết này chỉ được có một lần thôi em. Lại không cộng dồn nhé. Một không cộng dồn những trang bị của mũ nghịch quyết này. Ta thì đối, ta có thể làm chân sai vật được. Ồ, thật ra chỉ là con mèo con. Chiếm lấy ưu thế.
kẻ địch thì cứ nhắc đến tên ta, hiệu quả lắm. Máu Nguyễn Bảo. Tung quyệt kỹ sẽ nhận lá chắn công cộng rồi. Hết rồi đấy nhờ. 10-10 lên 10-19. Không lên được mẹ 11M anh em. Thiếu 100k nữa lên 11M. Liếm ở đâu 100k này. Chỉ muốn nâng cái này à. Hy vọng lên được 11M đấy anh em. Không lên được. Ước mơ 11M nghe chừng xa xôi quá. À, nâng trận pháp. Kéo được 11M, làm nào được 11M nhỉ? À đấy! Vậy là chúng ta đã có 11M! Yeah yeah! Vậy là clip này đã hoàn thành rồi đấy anh em. Clip này là mục tiêu đã hoàn thành. Đó, chúng ta tiêu 20k vàng, mua 100 cái kỳ ấn. Quay được đến 4 vòng. Vâng, quay được 4 vòng rồi. Hết sự kiện, cố gắng quay được 6 vòng nhanh nhanh để lấy nốt cái mảnh hạo đôn này. Nghe 6 vòng xa xôi đấy nhỉ, 100 cái kỳ ấn nữa. Chắc được anh nhỉ, 100 tiền nữa mà làm nhiệm vụ hàng ngày chắc là được. Ngày được 2 cái, 3 cái, 5 cái. Ngày nói chung đủ. Ngày đến 5, ngày kiếm 3 5 cái anh em nhé. 1 cái này. 2 cái này. Ngày được 2 cái. Ngày được 2 cái này anh em ạ. Thôi cố. Cố được cái gì hay cái đấy nhá anh em nhá. Cố được hay cái gì hay cái đấy thì chúng ta tính tiếp nhá. Ok, clip này mình xin phép tạm dừng lại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo với con gà nà cái đi tranh hùng nhá. Bye bye.